Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chúc các bạn một ngày mới thật là dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến nhà mình xem mấy cái cây phát tài của mình trồng. Thì trồng cũng rất là lâu rồi nha các bạn. Thì hôm nay thì nó ra bông hàng loạt luôn, rất là nhiều. Nên là mình thấy một cái điều may mắn, điều lạ. Thì mình sẽ quay một video làm kỷ niệm cho những cái cây phát tài của mình trồng. Và thứ nhất, cái thứ hai là muốn giới thiệu tới các bạn cái cây phát tài nó rạ bông như thế nào. Mời các bạn đến cho mình xem nha. Thì cái khúc này là cái khúc cái đường đi này là khu Đăng Tăng Long nha các bạn. Thì khúc này người ta đang xây dựng làm cái khu chung cư nhà ở. Nhưng mà hiện tại thì buổi chiều thì người ta bà con ở đây rồi ta đi thả diều này, hoặc là đi tập thể dục này, rất là vui nha mọi người. Sau khi mà dịch xong á, thì người ta buổi chiều hoặc mát người ta đây ra để giải trí rất là nhiều nha. Dẫn gia đình hay gì đó người ta đây ra giải trí, đặc biệt là mấy cái diều các bạn thấy không, ta thả rất là nhiều và những cái diều rất là đẹp ở đây. Nhiều cái thôi, nhưng mà đôi lúc thì nó nhiều loại diều và có ngày này ngày kia chứ không phải ngày nào cũng là như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn đi coi hoặc đi ngày nào rảnh, chủ nhật thứ bảy gì đó thì các bạn có thể đi qua đây để vị trí là xem cái con diều cho người ta thả. Diều cũng lạ lắm, những cái diều rất là lạ các bạn thấy. Đây là cái cổng vô đường cho nhà mình nha các bạn. Đi vô để coi, mình quay mấy cái clip coi những cây phát tài của mình thôi. Đó, mình trồng cũng nhiều á, trồng khoảng chục bụi á. Thì thấy nó trồng chắc được 15 năm rồi mọi người. Đúng 15 năm rồi đó, tính ra cũng từ đó đó. Thì hôm nay tự nhiên nó ra bông, các bạn thấy đó. Bông rất là đẹp nha. Bông thì nguồn gốc của mình trồng thông thường nó sẽ mọc ra ba bốn nhánh, nhưng mà nhánh nào đều có bông hết, thì nó rất là lạ. Và cái mùi thơm của nó thì ban ngày thì các bạn không cảm nhận ra đâu, nhưng mà về cái xế chiều buổi tối á, rồi nó thơm gì đâu, thơm kinh khủng lắm. Phải nói là cái mùi thơm rất là lạ nha. Không biết là mọi người đã từng được hửi, được ngắm những cái mùi của nó hay không. Nhưng mà mình thì tới bây giờ hiện tại trong cuộc đời của mình thì lần đầu tiên mình mới thấy cái cây phát tài ra bông ở nhà nha. Ở nhà mình trồng, còn nói vấn đề mà trên hình, trên mạng hay kia thì đương nhiên không cần tới rồi. Nghĩa là mình thấy ở ngoài đời á. Chắc là cuộc đời của mình giờ mới thấy lần đầu tiên á. Rồi có bông mà, các bạn bông cây nó lên cao cũng
tính ra cũng cả gần chục mét á, cao dữ lắm. Đó. Mấy cây này mình không có đốn nha, nghĩa là mình không có, thông thường á người ta trồng người ta để nó lên một khúc mấy năm trời gì đó cho người ta chặt ra cho nó mọc nhánh tiếp, đúng không? Và một số cây thì mình để nó cao luôn. Đó. Giống như cây này thì nó không có bông nè, do mình mới chặt ra, mới chặt xong nó mọc nhánh lên á, không biết vài bữa có bông hay không. Đó. Một số cái cây mà mình không chặt á thì nó đều ra bông hết, quá trời luôn rồi. Thì theo cái phong thủy người ta nói mà mình trồng cái cây này nó được ra bông á thì mình sẽ gặp những cái điều may mắn tài lộc đến nhà của mình nha mọi người. Thì hy vọng hôm nay giống như cái lời đồn đại đó. Video của mình đến đây xin hết nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và phát tài.